Kính chào bà con, đây là lần đầu tiên mà giải miệt vườn làm chuyện ấy. Mận đầu tiên là anh ta cắt bớt đi tay đủ đủ. Đó là anh ta đang cắt bớt tay đủ đủ đi. Sau đó là lại bỏ bông để cho tránh cái cây bị mất sức. Lại hết, không chừa lại cái bông nào hết. Sau đó là anh ta đang kiếm chỗ để mà cắt này, cắt mắt ghép này. Anh ta dùng một con dao thái bản rộng đang lai lui tôi để cắt. Cơ bộ khó khăn quá. Ai chạy dùng một tay còn quá nguy hiểm. Xem ra cái thao tác này không hợp lý rồi, không ổn rồi. Không ổn mà, không ổn mà. À, ta đang đổi lại tư thế cắt khác. Coi xem có thành công không nha mọi người.